Music producer Doc VN. Hello anh em, khỏe không? Sau một kỳ nghỉ lễ, nghỉ Tết dài cộng với lại virus Corona, hôm nay mình mới có thời gian quay lại cái studio thân yêu của mình. Mình cũng chia sẻ một vài cái kiến thức nhỏ nhân dịp đầu năm mới. Ok. Mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ, các bạn mới làm nhạc á. Thì các bạn hay có một cái câu hỏi chung, đó là cấu hình như thế nào, máy tính cấu hình như thế nào thì mới làm nhạc được. Đó, rồi là dung lượng bao nhiêu, ổ cứng bao nhiêu, RAM bao nhiêu, hệ điều hành nào hoặc là như thế nào đó thì mới làm nhạc được. Có thể làm nhạc trên máy tính được. Ok, hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một vài cái review khá thú vị với tất cả những cái thiết bị có trong cái phòng thu của mình. Ok, mời các bạn theo dõi nha. Ok, đây là cái thiết bị đầu tiên mình muốn review cho các bạn ha. Này mình tự cầm tự quay luôn, cho nên là có thể chất lượng hình ảnh chưa được tốt lắm, cho nên là các bạn chịu khó ha. Ok, mình sẽ cho các bạn coi cái máy đầu tiên của mình. Ok, đây là một cái con MacBook Pro khá lâu rồi của mình. Mình dùng nó để khi đi ra ngoài, với lại là cúp điện hoặc là không tiện làm ở trong studio thì mình hồi trước rồi, cái con này hồi xưa mình hay cầm đi, tại vì mình có con này khá lâu rồi từ một người bạn tặng mình. Ok, mình cho các bạn coi cái cấu hình của cái con MacBook Pro này ha. Ok, đây các bạn, đây là một con MacBook Pro 13 inch đời 2011, rất là lâu rồi các bạn hả. Cái cấu hình này thì là các bạn thấy chip của nó nè, 2.3 có i5 nha. Dung lượng bộ nhớ thì là 8 GB, đó, DDR3 đó, vậy thôi. Cái graphic của nó 3512 MB thôi. Đó, 13 inch thôi các bạn, nhỏ gọn. Với cái con này á thì mình cài Logic trên này và mình có thể làm việc được với cái cấu hình này. Nói chung là nó cũng chạy được hầu như là những cái plugin thông dụng thông thường, nhưng mà cũng không quá nhiều nha các bạn, đủ để làm việc thôi. Còn mà để mạnh như các cái cấu hình mạnh thì nó cũng không bằng rồi. Ok, nhưng mà nó vẫn làm việc được. Tại sao mà một cái con MacBook Pro nhỏ nhắn như vậy, đời lâu như vậy mà cũng có thể làm việc được? Mình nghĩ đây là cái sự ổn định của cái hệ điều hành Apple các bạn. Thậm chí cái trên cái con này mình không cần sao cạc luôn nha các bạn. Và cho các bạn coi, đây là cặp loa khủng hoảng kinh tế của mình, giá 150.000 ở trên Tiki. Hồi trước mình cũng có khoe rồi đó. Ok, nó đơn giản thôi, mình không có dùng cái sao cạc cho cái máy này, nhưng mà mình vẫn làm việc được trên nó. Mình cắm thẳng cái, mình rút cái này nha. Đây là cái loa các bạn, nó được out ra cái cổng này. Đó, thì mình không cần sao cạc, mình cắm thẳng vô cái lỗ của nó luôn, lỗ headphone của nó luôn. Hoặc là có headphone thì mình dùng headphone. Đại lại mình ví dụ cho các bạn thấy là cái sự đơn giản này nhưng mà mình vẫn làm việc được. Cắm vô các bạn. Chưa vô nè. Loa khủng bố chưa? Đó. Rồi, loa và máy tính kết hợp một con này. Đây là một con control MIDI. Con controller. Nó là Impact LX61 Plus. Cái này của hãng Nectar. Mấy con này giờ các anh em trên mạng bán rất là nhiều. Nó không quá mắc tiền các bạn, nhưng mà nó đủ dùng, với lại trong tầm tiền thì nó cũng đang còn rất là hiệu quả. Ok, cái con này có một lợi thế là mình không cần phải cài driver hay là nguồn rời gì hết. Đây, các bạn thấy nó không? Chỉ một cổng kết nối USB duy nhất. Rút ra là tắt đèn, cắm vô lên, vậy thôi đó.
Vậy là tổng cộng cái thiết bị của mình đang có ở đây là một cái đàn, một cái máy tính và cặp loa hàng ngàn tỷ đồng. Đó, các bạn coi nè. Đây. Đó, vậy thôi đó, không có gì hơn. Ok, vậy thôi. Nhưng mà mình cũng có thể cầm ra quán làm nhạc được. Đóng mặt rất là bận rộn, có thể ngồi làm việc cô gái tán gái này nọ mà vẫn làm việc được. Đấy. À, đây là cái combo đầu tiên nha các bạn. À, đây là một số track mình đã từng làm trên này. Ok hết các bạn ơi. Đó, ví dụ mình thử vét thử nhé. Giờ chắc trống nè. Trống này mình lấy từ Contact. À, cái bộ trống này là bộ Studio Drummer. Đó, giống người lớn không? Vẫn ok hết, mọi thứ ok. À, mình kéo vào cái project này mình đánh chưa nhiều, cái bài này cũng chưa xong. À, violin này. À, mình cũng kéo LA string rồi string ensemble layer tùm lum tùm la vẫn ok rồi sao không nghe ok đó vẫn ổn định các bạn. À, hơi nhỏ, nói tóm lại là vậy. Ok, nó có thể kéo được một con tắc rồi. Cái violin 2 mình cũng kéo chừng đó công tắc luôn. Công tắc luôn. Đó, ensemble. Rồi, ví dụ như trong này mình có cái symbol mình lấy của cái stylus. Đây là một cái phần mềm mà gọi nói chung là cả thế giới và tất cả các producer Việt Nam đều biết tới nó. Stylus Remix. Ok. Cũng khá nặng đó các bạn. Rồi, phần này cũng khá nặng. Nhưng mà cũng cài được trên con này và làm việc bình thường. Ok, đây là cái sơ bộ về cái con đầu tiên của mình. Đó. Con này thì mình nghĩ chắc giờ giá tiền không cao nữa đâu. Tầm vài triệu. À, đây là con thứ nhất của mình nha. Các bạn coi lại cấu hình. Chạy Yosemite nè, 10.10. Cấu hình rất bình thường. À, máy văn phòng á, bây giờ mình cho bà xã mình làm văn phòng rồi, mình không có đụng vô nữa. Lâu lâu đi cà phê, đóng vai nghiêm trọng, đóng vai bận rộn thì mình mới cầm đi thôi. Còn không mình làm việc ở nhà thôi. Ok, còn cái logic mình đang cần cài ở trên này là logic phiên bản. À, 10.2.3. Ok, đây là xong con thứ nhất. Bây giờ tiếp theo mình qua các bạn cho bạn coi cái con thứ hai nha. Mình vừa setup xong cái con thứ hai. Cái con thứ hai này gọi là cái con Mini Mac, Mac Mini. Apple nó sản xuất ra nhiều cái dòng máy lắm các bạn. MacBook Pro, rồi iMac, rồi Mac Mini, rồi các cái dòng thông dụng của Mac. Nói chung là Apple nó sản xuất ra cho nhiều cái đối tượng, nhiều cái điều kiện để làm việc phù hợp nhất thì họ sẽ sản xuất ra cái đời máy phù hợp. Ok, cái con máy này mình mua của một anh cao thủ guitar tóc dài ở Đà Lạt, anh ấy đã bán cho mình rất là quý cái máy này. Ok, đây các bạn xem qua nha, đây là cái con Mac Mini. Mac Mini nó chỉ vậy thôi đó các bạn. Đây, nó khoảng chừng 20 ngang. Đó, nó gọn xíu à. Đấy. Mấy cọng này thì tháo ra thì nó giống như cuốn vở mình bỏ trong cái ba lô mình đi chơi được rồi. Đó, nó tên là Mac Mini. Ok, mình sẽ coi qua cái cấu hình của cái bạn này nha. À, nữa. À, cái màn hình này thì cũng một cái màn hình của Apple. Nhưng mà không có nó thì mình cắm bất cứ cái màn hình nào cũng được qua cổng HDMI các bạn. Đó.
Con này thì cái màn hình của Apple luôn. Các bạn lúc mà mua thì các bạn có thể mua thêm cái màn hình này hoặc là không cần. Chỉ cần một con này thôi, out HDMI ra, bất cứ màn hình nào mình cũng có cổng HDMI là mình kết nối được rồi. Ok. Các bạn coi qua cái cấu hình nha. Bảo dịt mà. Các bạn coi nè. Con này là Mac 2012 Mac Mini 2.3 Quad Core Intel Core i7, bộ nhớ RAM là 16GB DDR3, ổ cứng là 500GB SSD, card màn hình của nó là 1GB 536MB. Ok. Trong này có hai ổ cứng. Cái 500 m à 500 GB, 500 GB SSD. Rồi, bộ nhớ gồm có hai hai thanh RAM, mỗi thanh 8 GB ha. Ok các bạn. Rồi, tương tự với cấu hình đó thì mình cũng cài logic trên này. Cái con này mình cài logic bảng khá cao. Logic coi. Logic 10.4.8 nha các bạn. Mình mới mới cài thôi, cái này cài nhanh lắm. Bấm xuống cái nó cài thôi. Đó, thì cấu hình con này thì mạnh hơn. Mình mua con này thì nếu giá thị trường thì mình có tham khảo, nếu mà xa hàng second hand thì nó tầm khoảng chừng 8 triệu cho đến 12 triệu các bạn ạ. Tầm đó giá tiền thôi. Nhờ con này hôm qua giờ mình thử thì làm việc cực kỳ sướng luôn, mọi thứ chạy mượt mà, tại vì nó rất ổn định. Rồi quay lại cái vấn đề kết nối, nó cũng đơn giản, nó vẫn là cái cây đàn cũ. Kết nối qua, cắm cái bục là vô đây, mình chưa hề cài driver hoặc làm bất cứ cái gì cho cái kết nối này. Cái Mac nó thông minh một cái là support hầu như những cái phần mềm driver cho các cái thiết bị căn bản á các bạn, hầu như là nó đã support hết rồi, chỉ cần cắm vô là chơi thôi chứ không cần phải loay hoay kiếm driver hay gì nữa. Ngoại trừ có một số cái thiết bị cần sự kết nối tốt hơn và có cái đặc thù hơn thì bắt buộc phải cài driver thì mình không nói rồi, còn các cái thiết bị ngoại vi nhỏ và thông dụng thì hầu như là cắm vô là xài thôi. Đó, con iMac này rất là hay. Đây, cái này đã đi theo cái bộ mini Mac này. Sorry, mình mới nói iMac, con này là mini Mac. Đây là bàn phím Bluetooth, chuột Bluetooth luôn, hầu như không không hề thấy độ trễ và rất thông minh. Chuột này mình có thể, nó là thất thất luôn các bạn, cảm ứng luôn á, đưa qua đưa lại các kiểu. Đó rất là tiện lợi, đó là cái lý do mình rất yêu bạch Mac này. Mặc dù mình cũng là thần tượng của Win trước đây. Trước đây mình cũng là fan của Win, Windows và bây giờ mình cũng đang xài. Ok, đó. Kết nối vô là chơi thôi. Rét cái này. Ngon, chạy mượt mà ngon lành. Thì mình hôm qua mình thử kéo thì nó còn tầm khoảng 18 hay 19 20 chắc. Vẫn mọi thứ vẫn chưa thấy cái gì xảy ra hết. Ok, nói chung là để mà làm nhạc, những cái nhạc thông dụng, những cái nhạc đủ để chất lượng hầu như là con này đáp ứng được hết. Con này thì nó mạnh hơn cái con cũ. Đó, đây là cấu hình của một bạn mini Mac. Mình muốn cho các bạn trải nghiệm nhiều hơn, nhiều loại thiết bị hơn, cho nên là khiêng hết cái nhà, trong nhà có gì khiêng hết ra đây. Các bạn thấy đơn giản không? Vẫn là cặp loa hàng ngàn tỷ đồng của mình. Rồi con Mac Mini kết nối này các bạn. Ok. Có 3 cổng USB.
một cái cổng Thunderbolt HDMI. Cái này là cái cổng gì á, mình quên mất tên, file 800 đại loại vậy đi. Còn cái này là cổng internet đó, rồi nguồn này nút đây là nút on off của nó thôi đó, một cục rất đơn giản. Này out, rồi có cái thẻ nhớ này nè các bạn, vậy thôi, không biết là mấy gram. Ví dụ đi đâu đi Vũng Tàu với người yêu, bỏ vô xong mượn cái màn hình nhỏ nhỏ là có thể làm việc được rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ review cái con ngựa của mình, con ngựa desktop này nha các bạn. Cái bàn Tết xong nó chưa được ổn định lắm, đang hơi lộn xộn. Ok, mấy cái review của mình có khi đôi khi nó hơi dài xíu nha các bạn, hơi lòng thòng chút xíu, nhưng mà nó chi tiết, các bạn ráng xem. Đây cái căn cứ của mình làm việc đủ thứ các thiết bị, văn phòng yêu quý của mình, nơi sản xuất ra rất nhiều sản phẩm và các học trò yêu quý đều tụ tập làm việc và học tập ở đây. Ok, mình sẽ review cái con ngựa của mình, con ngựa desktop của mình. Đây các bạn ơi, con ngựa này mình build cách đây 1 năm rồi. Cấu hình của nó như vậy. Đây là một cái con Mac giả lập trên PC nha các bạn. Đó, nó Core i7 3.7 3.7 RAM 32GB DDR4, card màn hình 8GB. Mình đang kết nối với hai màn hình, một hai màn hình lớn của Samsung. Mình mua nó với giá rất là mắc tiền, ship tận nơi là 2.6 triệu. Mình mua trên mạng Qver luôn nha, công luôn như người lớn luôn. Rồi cái màn hình thứ hai đó là cái này mình giấu tên luôn. Thực ra mình có cái chữ đeo đây nè, mình xóa. Con này màn hình con này in rất nhỏ, mình dùng để monitor nhỏ. Mình bỏ cái lúc mà mình kéo những cái lúc mình cần kéo những cái này xuống đây nè. Đó, mình thấy tiện lợi. Làm việc tiện lợi lắm, mình thích cái setup bằng một màn hình trên và một hình dưới hơn là một bên trái một cái bên phải. Tại vì làm việc trong một thời gian lâu đó các bạn, mỏi cổ lắm. Mình cứ ngoảnh qua mình lại lại rất là mỏi cổ. Nhưng mà từ khi mình set up theo kiểu này thì mình thấy rất ổn định, làm việc rất thoải mái. Cho các bạn coi cái bàn làm việc của mình. Đây là controller 88 phím của mình, nó là Roland. Nó được đặt trên một cái bàn nhỏ. Cái thế này mình cảm thấy rất thoải mái, thoải mái nhất trong các cái set up mà mình đã từng set up trước đây. Ngồi tư thế làm việc rất là thoải mái và làm được lâu, các bạn không bị mỏi. Bàn phím với lại chuột nằm ở dưới, rồi cây 88 ở trên. Trên này thì một cây controller nhỏ để mình đánh synthesizer. Mình chỉ cần vậy thôi, vài octave thôi. Cái này là Novation Ultra Nova. Đó, còn cái bên này là cái Maxin của mình dùng để làm trống, mà thực ra cũng để cho ai đó các bạn, mình cũng ít đụng vô lắm. Ok, quay lại với cấu hình của cái máy này. Nói sơ qua cho các bạn biết, cái máy này á, thì mình cài hai hệ điều hành, đó là hệ điều hành Hackintosh giả lập Mac ở trên Win đó, còn hệ điều hành nữa là Win của mình á, Win 7. Thì lúc khởi động lên mình có thể chọn Win hoặc là Mac. Mình ví dụ như các bạn coi nha. Có nghĩa là trên một máy mình có thể cài hai hệ điều hành. Mình ví dụ restart nó đi. Các bạn thấy cái desktop của mình chưa? Giống nghệ sĩ chưa? Mấy ông nghệ sĩ là hay bỏ cái desktop khủng hoảng như đó. Ok. Mình có bên kia là một cái máy của một cậu học trò Long Red.
cũng build cũng dữ dằn lắm. Chút xíu nữa mình sẽ qua review cái máy đó luôn. Rồi các bạn, đây là mình nó đang khởi động lên nè. Máy này mình cài khá nhiều cho nên mỗi lần lên cũng đây mình chọn qua Win nhé. Lúc mà khởi động lên thì nó cho mình chọn hệ điều hành. Rồi. Chọn qua Win. Thì chúng ta có thể lựa chọn khi khởi động lên mình làm việc trên cái hệ điều hành nào thì mình chọn thôi. Chạy rất ổn định các bạn. À, đây là Win. Ok, chạy rất ổn định. Hầu như mình chưa thấy một cái lỗi nào từ hồi cài đến giờ, và mình cài mình xài cũng khá lâu rồi chưa thấy cái lỗi nào hết. Ok, đây là cái phần về cái cấu hình của cái máy này của mình. Đối với cái máy này thì mình làm việc ở trên này thì mình cảm thấy dư dư hơi nhiều các bạn, tại vì đôi khi nó nhanh quá mình tưởng nó bị lỗi nữa. Nói chung là đối với mình thì mình cũng làm đơn giản, ưu tiên cái việc làm đơn giản và hiệu quả, cho nên mình không có dùng quá nhiều, mà có dùng nhiều nữa thì đối với máy này nó cũng dư đó. Nói tóm lại là cái máy này mà để làm nhạc thì rất là hợp lý, và nó có thể giúp mình làm việc trong một thời gian dài, trong một vài năm sau nữa vẫn chạy ngon lành đó. Ok, vậy mình xong cái máy này ha. Rồi mình nhảy qua một cái máy khác. Cái máy này thì mình build hồi build nó tầm khoảng chừng 50 triệu, tại vì mình build lên thì sắm cái các thiết bị với lại linh kiện nó khá mắc tiền, nên là để chạy nhiều năm luôn các bạn, nên là thôi lỡ build thì build cho nó xịn luôn một lần. Ok, đây là cái phòng làm việc của mình. Nhỏ gọn xinh xinh. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy này. Đây nó cũng là một chiếc PC giả lập Hackintosh, cũng chạy hai hệ điều hành luôn. Rồi các bạn coi qua cái cấu hình của cái máy này ha. Ok, máy này là Core i7 3.19, memory 16 GB DDR4 luôn. Đang chạy Mojave 10.4.5. Các màn hình 4 GB. Đây 500 GB. Ổ system 500 GB. Và các cái ổ data nữa kèm theo. Đây 2 thanh 8 GB nha các bạn. Ok. Cái máy này thì làm nhạc thì cũng dư thừa luôn các bạn ơi. Cái cấu hình này thì làm việc thoải mái luôn. Các project lớn, các project nặng kéo vô tư luôn. Cái máy này thì đó, máy này cũng giả lập mà hai hệ điều hành. Và hardware thì đơn giản để các bạn cũng không quá dữ dằn. Cũng một cái cây đàn 88 phím. Vậy thôi, cặp loa Yamaha nhỏ nhắn này với lại cái sao cạc Steinberg UR22. Cái máy này thì được build và máy này của bạn Long Rick, học trò của mình, bạn cũng đang làm việc ở đây, học và làm việc đây. Máy này thì bạn mới build khoảng chừng 6 tháng trước với mức giá 40 triệu. Hình như 40 triệu là bao gồm cả cái màn hình này luôn hay sao đó, tầm đó các bạn. Ok, còn một cái máy cuối cùng của mình, nãy giờ mình nói cũng khá nhiều rồi các bạn ơi, review hết mấy cái máy 1 2 3 4, còn một máy cuối cùng, máy thứ 5. Đây máy này của mình. Ok, mình sẽ cho các bạn coi cái cấu hình của cái máy này nhá. Ok, đây là cái con máy già nhất ở trong cái lứa máy của mình đó các bạn. Con máy này nó có tầm tuổi khoảng chừng 10 tuổi rồi, 10 năm rồi, gần 10 năm. Nói chung là 10 năm đó. Mình mua nó khi mình sinh con gái mình. Con gái giờ tính 9 tuổi 10 mấy tháng, 10 tháng rồi. Nói chung là 10 năm rồi đó.
À, cấu hình của nó là các bạn. Intel i7 3370. Đó. RAM 32 GB, Win 64 bit. Ok. Con này mình cũng giả lập Win và Mac. À, chạy rất ổn định. Cái con này thì thường mình làm việc nó khi mà mình cần làm trên Sona các bạn. Có lâu đánh mấy bài bolero, mấy bài dân ca hoặc là mấy bài pop ballad nhuyễn nhuyễn nhão nhão kiểu Việt Nam mình nhảy qua đây mình làm. Đó, trước đây mình cũng là một tín đồ và một mình dùng cái Sona này cũng trong nhiều năm lắm. Rồi xong mình lại dùng với Cubase. Xong rồi sau nữa mình có Ableton Live, mình có nghiên cứu qua. Rồi cuối cùng bây giờ làm việc nhiều nhất là mình làm trên Logic, tại vì mình thấy Logic nó all in one. Nó rất là nó support hết tất cả các thể loại nên mình thích làm trên nó. Có sự ổn định và workflow tốt lắm. Ok, đây là cái Sona của mình. Đó, mình kiếm tiền rất nhiều trên cái con máy này rồi. Nó vẫn là hệ điều hành Windows cộng với là Mac. Mà cái con này từ hồi mình cài đến giờ mình nhờ một người chuyên gia cài cho tới bây giờ hầu như là mình chưa bị một cái lỗi gì hết các bạn. Chưa hề bị một cái lỗi gì về về system hết, về hệ thống hết. Nó chạy êm đềm kể cả Win lẫn Mac. Win này thì mình mua bản quyền. À, nói chung là rất là ổn định. Mình không biết tại sao. Rồi giờ mình ví dụ mình chuyển qua Mac. Mình chuyển qua Mac nha. À, rất tiện lợi các bạn, nếu mà một con máy mà có thể cài được hai hệ điều hành thì quá tuyệt vời, mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Đó. Đây là Mac của mình. Rồi mình cũng chạy Cubase, cũng chạy Studio One, rồi cũng chạy Logic. À, mình yêu hết tất cả các đồ trên đời. Nhưng yêu nhất vẫn là Logic. À, cấu hình. Hiện bây giờ nó vẫn chưa có triệu chứng hư hỏng các bạn ạ. Mình chạy rất lâu rồi, chưa có triệu chứng hư hỏng. Nên là mình vẫn chưa biết xử lý sao với nó hết. Tại vì nó đang làm việc rất là tốt. Mặc dù rất là già cỗi rồi. Bây giờ mình ít dùng nó, nhưng mà các bạn nhân viên với là các bạn học sinh thì dùng rất nhiều, dùng hàng ngày. Còn mình nhảy qua cái con ngựa này. Đó, đó. À, thấy không? Mọi thứ rất ok. Chưa cắm sao card. À, con này thì một cái sao card Complete Audio 6. Vậy thôi, một cặp loa Focal. À, rồi. Chỉ có vậy thôi đó các bạn. Ok, vậy rút gọn trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì là các bạn đã thấy mình review từng tí từng cây và cái cách hoạt động của nó rồi. Thì có nghĩa rằng là theo mình thấy và kinh nghiệm của mình đó thì là với một cái cấu hình không quá là xuất sắc, quá mạnh thì nó cũng có thể chạy được cái phần là các phần mềm làm nhạc mình và đang đang còn nói là chạy ở trên Mac nha các bạn nha. Bên Win thì mình chưa chắc, tại vì mình chưa chưa trải kinh nghiệm Win mà trên laptop. Mình đang nói con laptop á, trải nghiệm rồi nhưng mà mình chưa bao giờ dám cầm một cái con Win đi ra ngoài chiến hết. Các show, cái mà cần cái con laptop để đưa đi á, thì mình chưa bao giờ mình dám, tại vì mình sợ có cái gì đó xảy ra, tại vì có một cái gì đó mình chưa yên tâm lắm về cái cách làm việc của Win, nhất là những cái live show hoặc là những cái live show hoặc là những cái gì mà cần live á, để đảm bảo cái độ an toàn cao á, thì mình thường dùng MacBook. Đó, như các bạn cũng thấy trên các cái review, trên các cái show, trên các cái diễn đàn thì các producer của thế giới hầu như đa phần nha, nhưng mình cũng khách quan thôi, đa phần mình thấy họ dùng MacBook nhiều hơn về cái sự tiện dụng của nó và cái tính an toàn của nó.
sự ổn định và tính an toàn của nó trên sân khấu, nó rất an toàn. Thì đa phần mình thấy người ta dùng MacBook Pro cho các show, hoặc là muốn sản xuất cầm đi ra ngoài, thì hầu hết mình thấy là đa phần họ dùng Mac Mac nhiều hơn. Đó là một cái nhận định khách quan của mình. Còn Win thì có cái thế lợi riêng của Win. Win thì nó rất là thông dụng. Nếu bạn có gặp vấn đề gì đó, hoặc là có lỗi gì trên Win, thì bạn có xung quanh mình rất nhiều đồng bọn, rất nhiều lời giải đáp, rất nhiều thông tin trên mạng để fix nó và sửa nó. Đó. Nhưng mà theo mình thấy ấy, thì thời đại này năm 2020 rồi các bạn ơi, mọi thứ nó cân bằng rồi, và không có cái lý do gì mà các hãng lớn, các ông lớn như Apple hoặc là các hãng lớn họ còn sống được và họ còn phát triển rất là mạnh và có tên tuổi, và các thương hiệu lớn đang dùng họ đang dùng nó. Thì mình nếu được nha, nếu được thì mình rất khuyến khích các bạn dùng Mac. Đó là cái trải nghiệm của mình trong cái quá trình mình làm việc lâu rồi, thì mình thích Mac hơn. Có một số bạn thì nói cho rằng là Win sẽ ok hơn, đa nhiệm hơn, cũng không sai, cũng đúng. Nhưng mà mình thấy các cái đa nhiệm đó nó góp lại thì cái việc mình dùng đó, nó không có quá nhiều các bạn. Hầu hết cái việc mình dùng là sáng mở máy ra, cài phần mềm xong xuôi nó ổn định rồi mình làm việc thôi. Còn các cái thông tin khác, những cái chức năng khác thì đôi khi ít mình ít sử dụng vô thì đối với mình đó là dư. Mình chỉ thấy cái tính năng hiệu quả nhất của nó, làm việc tối ưu, là mình chọn nó. Đó. Nếu mà được lựa chọn đầu tiên, nếu mình là một người mới, tại sao lý do mà mình hay 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 khuyến 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 khích các học trò hoặc là những người mới tập vô cái bộ môn producer này, thì mình vẫn có một cái ý muốn là khuyên các bạn nên tiếp cận với Mac, hệ điều hành Mac trước, để coi cái sự trải nghiệm của nó tốt không, coi nó có quá khó như mình nghĩ không. Đối với mình thì mình thấy quá dễ, tại cái Mac mình dạy cho các bạn học sinh của mình, tất cả các bạn hầu như mới bước vô thì e ngại cái chuyện Mac, họ sẽ sợ rằng này kia, nhưng mà mình nói các bạn em cứ yên tâm, thầy đảm bảo cho em trong vòng 5 đến 7 ngày nếu em cứ đụng tay vô nó thì em sẽ bao bao quát nó trong vòng 1 tuần thôi, là mình sẽ nắm hết những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý hoạt động của nó, và mình điều khiển được nó hết. Đó. Đó là lý do mà các bạn thấy không, nó y như một cái Apple, nó y như một cái iPhone của mình vậy đó. Nó làm việc gì là làm đúng việc của nó và chạy ổn định. Đó, đó là cái lý do mà mình khá thích. Với lại là trên Mac các bạn có thể cài Cubase này. Cubase cũng ok, đã có hỗ trợ cho Mac rồi. Rồi Ableton Live nè, rồi Studio One nè. Có FL nữa hay sao ta? Mình nhớ có FL. Xài nhiều quá không nhớ luôn. Lâu rồi mình không đụng vô FL. Mình nhớ là có các bạn. Ở cái thông tin này mình sẽ kiểm chứng lại các bạn coi nha. Nhưng mình nhớ là có FL, là có trên Mac rồi. Hình như có. Ok. Chỉ có một cái duy nhất thôi là chưa có trên Mac, đó là thằng Sona của Kết Quốc á. Mình từ hồi mình làm cái Kết Quốc hồi trước, mình ước gì cái thằng Kết Quốc nó viết ở trên Mac cho hệ điều hành Mac. Nếu mà có liền sớm lúc đó là mình bỏ ngay PC, mình nhảy qua Mac liền. Cái Sona rất là tốt, chạy rất là ok, workflow cũng ok luôn, nhưng mà nó chạy trên Win nó hay bị mấy cái lỗi rất là ngớ ngẩn, khiến chúng ta mất khá nhiều thời gian. Trong khi mà nếu Cubase và các thứ mà làm việc ở trên Mac thì cái sự ổn định cực kỳ cao, và mình không có lo cái chuyện mà virus hay là bị mấy cái lỗi nhỏ nhỏ linh tinh, là cứ phải gọi người này người kia để cấp cứu những cái lỗi vặt. Nhưng mà trên Mac thì hầu như là ok. Đây là một cái khuyến cáo, một cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Đó, mình muốn chia sẻ cho các bạn, nhất là những bạn mới vào nghề và đang tìm hiểu. Đây là mình nghĩ ra là cái lựa chọn khá tối ưu cho các bạn. Ok, clip khá dài rồi các bạn ơi. Thôi, hẹn các bạn trong clip khác nha. Xin chào các bạn. Nhớ subscribe, ủng hộ mình tiếp nha. Rồi mai mốt mình làm tiếp. Ok, thank you các bạn. Music
musicproducer.vn.